Xin mời. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, chào cô. Xin mời chị ạ. Dạ. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất vui được chào đón cô với em đến tham gia chương trình. Rồi, mời cô giới thiệu về mình. Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quốc Hòa. Hiện nay là nữ hoàng ngoại giao toàn cầu 2019. Wow. Và tổng giám đốc tập đoàn mỹ phẩm CY miền Nam. Dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô hả? Năm nay cô 69 tuổi. Trời ơi, 69 tuổi. Trời ơi, nghĩ cô chắc khoảng năm mấy. Trẻ thiệt luôn á. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Thị Úc Thương. Em nay 28 tuổi. Em là dâu của mẹ. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu 9 năm rồi chị. Wow. 9 năm. Dạ. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô ấn tượng như thế nào hả cô? Lần đầu tiên ngày xưa á, cô ở dưới quê Đồng Tháp. Thì mẹ của con bé Thương với cô là làm dâu kế bên. À. Làm dâu chung một xứ. Rồi cô mới chia tay với ông xã ở dưới quê. Thì mẹ Út Thương còn làm dâu ở dưới. Rồi cô mới lên Sài Gòn năm nay 22 năm lập nghiệp. Rồi trở về dưới quê cứ lại Út Thương. À, tức là quen bà xui trước. Nhưng mà khi 22 năm trở về gặp Út Thương á, thì thấy có thay đổi so với lúc nó còn nhỏ không? Lúc mà cô đi lên Sài Gòn á, là 22 năm nay thì Út Thương chưa chào đời mà. À. Vậy là về là không biết tính tình nó sao? Không, chỉ nắm mẹ nó thôi. Chỉ nắm mẹ nắm thôi. Nắm bà xui thôi. Rồi không biết chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Thì lần đầu tiên là mẹ em cũng đi về quê mà đi đám á. Em nói là bất ngờ lắm, tại vì xưa giờ không có gặp ai mà như lớn tuổi mà mua đen mà như sửa sạn như mẹ em hết á. Tại dưới quê mà trẻ dưới quê đâu có ai mà như lứa tuổi đó mà sửa sạn vậy đâu. Dạ. Nhìn mình nói trong tâm mình á, ôi cái thím này sao mà sửa sạn mà đẹp quá. Cả đàn xưa em kêu mà mẹ bằng thím. Cũng giống như ấn tượng, giống như thằng tượng luôn á, thằng tượng á. Đẹp ước gì. Em có nói ước gì trong bụng nó, trời ơi cô này cũng đẹp quá sao này mà mình lớn tuổi mà cũng được như cô đẹp gì đâu á. Nhưng bởi vì cũng rất thân thuộc, bởi vì mẹ em với thím ở đây á. Dạ. Là thân với nhau thì ra đâu có chuyện gì mà gọi là chịu áp lực gì đúng không? Thì thân nhưng mà em thì lúc mới thì lúc đó thằng nhỏ em đi học thôi, em cũng không quan tâm tới. Nhưng mà sau này thì cũng quen, mẹ em quen ba lại đó. Thì mẹ cũng lâu lâu mẹ cũng có lên nhà, mẹ mời lên nhà chơi đó. Lên nhà mẹ chồng em nè. Nhưng lúc lên nhà mẹ chơi đó thì hai đứa quen nhau chưa? Dạ chưa, lúc đó cũng như anh em bình thường thôi. Chưa. Rồi sao hai đứa nó quen ở trong cái trường hợp đó luôn hả cô hả? Trường hợp tại vì ông xã trước cô thì kế bên nhà mẹ nó. Rồi ngày nó về nó thăm cha nó thì con này kế bên. Con này đi học lớp 12. Thì quen ở trường. Rồi bao lâu mình mới bắt đầu về làm dâu chị? Thì khoảng thời gian nó cũng cả 5-7 tháng á. Thì sau này em lên trên đây rồi em đi học lên đây rồi mẹ thích rồi hai đứa em cũng yêu cũng thích đó. Sau đó mẹ cưới. Rồi những cái ngày đầu mới về làm dâu á, mình có gặp khó khăn gì không? Thì khó khăn thì cũng có, vì mẹ em thì kỹ lưỡng lắm, đồ đạc như đồ của mẹ thì đồ đâu là để đó. Ngoài bếp cũng vậy, bất cứ cái gì là đồ mình làm xong thì để. Còn em như em bài ra em làm sao không có dẹp. Cũng khó phù hợp ha, một cái người rất là hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, mẹ. Một người cũng thực chất nó cũng quê giống như chú xưa vậy đó. Rồi, hai người như thế nó chắc nó cũng không hợp nhau đúng không? Về cách ăn mặc đó, có hợp nhau không cô? Cô bỏ đồ dưới quê nó trơn, cô mua đồ trên đây rồi. Cách ăn mặc là em với mẹ là hợp dữ lắm luôn á. Vì ăn mặc mẹ mua đen á, em thì em mê mua đen, em gặp mẹ đó. Em gặp mẹ mua đen. Khoan, cho nói câu này luôn, con này nó còn giấu á. Giấu bây gì? Giờ á nó còn giấu cái bản này nè mà nó kêu cô đừng nói, nhưng mà cô không nói thì cô giấu cô đâu có chịu. Đúng rồi. Làm gì phải giấu, lên tới đây mà sao giấu được. Đúng rồi cô. Bây giờ phái cô quá trời phái đi, rồi lên đây làm bộ đi học ôm gói đi theo lên luôn 2 năm. Mê lên mê trước mẹ. Khi mà lên trước khi là lấy chồng đó hả? Lên rõ với cô luôn, ở chung với mẹ. Cô có lo không cô? Không, mấy cái vụ đó mẹ em kỹ lưỡng lắm, mẹ em lo chứ anh. Kỹ là kỹ sao cô? Nó ngủ với cô để cô không có nó ngủ với cô 2 năm. 2 năm mà đúng 18 tuổi rồi cô mới về với cô cưới. Ngủ cô 2 năm, không lẽ lúc nào cũng canh từng giờ từng phút hả? Thì cô đi nó nhà nó chặt hẻm thì cô đâu biết đâu. Nhưng mà cô cũng nghĩ là mình sẽ cưới thằng dâu này rồi phải không cô? Cưới nó chơi, tại cô với mẹ nó là hai người làm dâu thân mà. Dạ. Chơi thân luôn. Nhưng mà bao lâu thì cô mới lọc hết cái chất phèn ở Đồng Tháp? Cô lọc cô ba cái đồ nó, cô kêu bỏ đi mẹ mua tí, thậm chí đồ ngủ nữa đó. Cô cũng mua cho nó mỏng, nó khiêu gợi chồng nó luôn. Ủa mặc đồ mỏng hả? Cho nó dễ ngủ với chồng nó, để sợ chồng nó ở dân thành phố.
Ủa con này con kia gần sao? Thấy chưa, lấy chồng đừng mặc đồ dày nha. Nhưng mà đặc biệt một câu, thằng chồng đi đâu á, nó nói có cô bảo kê cho nên nó không bao giờ nó kêu tới chồng đó. Thằng chồng nó đi qua 11 giờ cô kêu. Ý vô mẹ hết luôn vậy đó hả? Dạ, đưa mình hết. Vậy chắc tất cả mọi thứ trong gia đình là mẹ tư vấn hết hả? Đúng rồi, như từ A đến Z là mẹ em lo hết á. Từ cái muỗng, từ đôi đũa, từ như là bất cứ cái gì trong gia đình là mẹ em là mua về là lo hết luôn. Kể cả như đồ em mặc, rồi từ con cái em là mẹ lo hết luôn. Quần nhưng áo và dép mẹ còn lo. Còn cái chuyện mà vợ chồng á thì sao? Mẹ có chỉ dẫn không? Dạ có chứ, mẹ cũng tư vấn đó. Lo kỹ vậy cô hả? Thí dụ lo gì cô kể Linh với Lê Lộc nghe. Lo thì thí dụ chồng nói thì cô la. Nhưng mà cô nói một thằng quánh thằng so. Thấy cô quánh thì con phải so. Cũng như là trái nhà mà con tưới nước vô hễ mà khúc nào xài được thì xài. Cô dạy con dâu sao mà để hướng dẫn dâu sao mà con ruột của mình đừng có lăng nhăng ở ngoài đó cô. Cô thể chia sẻ kinh nghiệm đó cho nhiều người được biết không? Dạ cô chia sẻ con câu này nè. Con dâu thì nó dặn nó nói mẹ ơi mẹ lên mà đừng có nói. Nhưng mà cái đó là cái điểm chính của cô vô đây. Đặng cô phải nói. Dạ nói mà đi cô. Mà nó đi theo nó nói cô đừng nói hoài. Thằng chồng của nó là một người cô thương yêu nhất. Mà nó làm cô khổ nhất. Thì ra nó có vợ bé mà hồi lúc chưa có đó là cô nói nghe là sáng nó đi làm á, nó hôn cô miếng thì nó mới đi, hôn vợ nó miếng nó mới đi, đi về là thưa mẹ cô mới về ăn cơm, thưa mẹ ăn cơm ngồi quanh một cái bàn mà một năm nay cô không còn nữa. Từ ngày nó có nhỏ nó gần nó hôn cô nó cũng hôn giả nữa, hôn con này cũng hôn giả nữa. Cái con cô biết rồi, cô làm tin con này nó phát giác nó nói hôn giả. Cái cô mới nói con ơi hung giả có còn hơn không con. Kệ nó con nghe lời mẹ đi. Dằn xếp thằng kia. Cho thằng kia là cũng như buông ra. Rồi cái con này thì nói con ơi mẹ nói con nghe. Ngày xưa mẹ cũng khổ vậy đó. Mẹ làm dâu mẹ biết thôi con nghe lời mẹ. Thôi bây giờ á, nó ôm gói nó lợi nhà nhỏ nó luôn á. Mình còn kéo chồng mình về được nữa. Thôi bây giờ con chữa trái cái chỗ nào mà xài được thì xài. Bởi vì dầu sao nó cũng cha của bốn đứa con của con. Con nghe lời mẹ, con mà buông ra bây giờ mẹ không quy trách nhiệm con. Nếu mà con làm một cái nữa là gia đình con tan nát à. Nhưng mà mình đàn bà, con mình nó thì mình lo mẹ để mẹ bảo bọc hết. Thì con ở con nuôi phụ mẹ. Chứng tỏ rằng mẹ chồng rất là thương em, đúng không? Em thấy có chuyện gì em đáng nhớ, em thương mẹ nhất không? Em thương mẹ nhất là lúc em sanh bé lớn á. Đi từ Vũ sanh á, thì có ông chú mà chở. Thì em ngồi sau, mẹ ôm em sao nữa. Thì khuya 3-4 giờ sáng em đau bụng rồi. Rồi đi dọc đường bị giật cái bóp đó, mẹ quải cái bóp á. Thì tiền với lại điện thoại mất hết luôn, giấy tờ mất hết. Vô tâm từ Vũ thì không có tiền, không có điện thoại gì hết luôn. Nhưng mà ông chú em thì có tiền đó thì chi trả. Nhưng mà đau bụng quá, như bé đầu mà em đau quá. Thì mẹ ăn ủi em, mẹ ăn ủi mà tới giờ em còn nhớ luôn. Là mẹ nói á, là ai sanh cũng được, ai cũng phải sanh hết á. Em phụ nữ thì phải sanh rồi, thì con cố gắng lên, mẹ lúc nào mẹ cũng bên cạnh con hết á. Từ cái đẻ sao mẹ cũng chỉ em từ chút, gặn sao con gặn từ từ thôi, con gặn nhẹ nhàng thôi như con, bác sĩ kêu con làm sao con làm như vậy. Tới lúc em sanh ra em cũng nói mẹ, mẹ ơi con đau quá, nhưng mà con nhớ cái lời của mẹ dạy con á, là người ta sanh được mình sanh được nghe con. Người ta sanh được thì con sanh được nha. Dạ được chứ. Mỗi người đẻ được thì chú cũng đẻ được. Nói thôi chứ thật sự nãy giờ nghe nói thấy mẹ chồng rất là thương em. Yeah. Thương tới mức mà gần như phục vụ em trong những lúc sanh đẻ, tư vấn từng ly từng tí, từng tất cả cái nỗi buồn của em, cái nỗi đau của em là nỗi đau của mẹ chồng. Một người mẹ chồng rất là tuyệt vời ha. Có lúc nào đó cô nghĩ rằng á, đây là con gái của mình đúng không cô? Trời ơi cô sợ lắm, mà giờ tao cô nói luôn đi. Cô sợ nhiều khi thằng kia nó làm vậy đó rồi mất dâu. Sợ đủ thứ chưa? Sợ nó đi đúng không cô? Tại nó mình nói nó không nghe rồi nó theo tiếng gọi tình yêu rồi nó bỏ bốn đứa con đó rồi mình mất con này. Rồi thậm chí sợ nhiều cái tầm bậy cơ mà. Nhưng mà sợ thôi chứ cũng an tâm, bị gì cái tâm linh của cô sống là cái đạo đức đi đầu. Dạ. Cô hiến máu năm mẹ con cô là 428 lần rồi. Trời hiện nay là câu lạc bộ gia đình hiến máu huyện Nhà Bè. Và cô chết cô hiến xác khoa học luôn. Dạ. Cô có hay la con dâu của mình không? La tối ngày, ngày ba giác. La ngày ba giác luôn hả? Năm giác nữa. Bị gì nó làm đâu nó liền đó. Còn điện đài con cứ việc con xài cho thoải mái. Nhưng mà bước ra là phải tắt. Yeah. Nó bước ra thì cô theo cô tắt. Còn ấy nó quét cái nhà thì cô phải đi theo, cô để cái miếng chùi chân như này. Còn ấy con quét cái con dồn cho đó, cái mẹ đi theo mà làm. Rồi con đi ra con không tắt quạt, cái mẹ theo tắt. Tất nhiên là không biết mẹ làm dâu con ha, con làm dâu mẹ. Cuối cùng mẹ là ô xin cho con. Làm hết luôn. Rồi bao nhiêu nó la hoài đó chứ không gì. Mẹ la hoài có quan tâm tặng quà hay là sinh nhật của mẹ gì không?
Rồi cái gì để lọc rồi này kia thì em cũng nhắn tin em chúc mẹ. Nó có đồng bạc ở đâu? Đưa tiền cho nó, đưa tiền cho nó bỏ túi, nhiều khi 1 triệu 2 triệu dằn, nó nói thôi con không có giữ đâu. Hỏi xong em này không, con không biết xài tiền gì, nó trả lời mẹ lo rồi xài chi không giữ đồng nào. Mẹ em lo hết. Nó giữ ngay nó đi ra bỏ mất luôn. Mẹ em lo hết. Không biết xài tiền luôn hả? Không có tiền cho mình. Không có đi ra ngoài mà đi một mình nữa. Em đi thì đi có em chồng em hoặc là chồng em hoặc là liên mẹ nè thì đâu mẹ lo hết á. Tội nghiệp không? Không biết xài tiền. Con dâu thiệt hay rồi nha. Mẹ đưa tiền trả lại luôn vậy đó hả? Tại vì không có cần thế thì đồ đạc bất cứ gì như là mỹ phẩm hay gì là nhà em cũng đã bán mỹ phẩm rồi. À, con mai mốt về mẹ chồng đưa tiền đừng có lấy nha. Phải lấy chứ. Lấy hả? Con lấy chứ. Lấy luôn hả? Lấy để là mình chi trả cho nhà trong cửa. Thậm chí là xin thêm nữa hả? Cái câu chuyện này rất là dễ thương. Nó không biết xài nhưng mà cô không có kể, nhưng mà xe nhà này nọ nó cho nó đứng tên hết chứ mà. Dạ. Cho con dâu đứng tên hết. Dâu với con mình đó. Trời ơi, vậy mẹ chồng tin tưởng quá cô. Trời luôn rồi. Chuyện phá thủ sắc nó giữ luôn. Dằn dòng cô nó giữ luôn. Ai giữ con? Con này. Em lo như là mẹ đồ của mẹ là em giữ. Vậy đâu cần lấy tiền. Đâu cần lấy gì đâu. Giữ trời cái ơi. Chìa khóa là ngon giữ rồi. Giữ sổ hồng. Giữ chìa khóa két sắt hèn chi nãy giờ tưởng đâu nó không lấy gì hết. Chú này. Ai về nó giữ hết trơn. Câu chuyện này thật sự là nó rất là thú vị. Ở chỗ là mẹ chồng quá thương nàng dâu. Và nàng dâu cũng hiểu mẹ chồng. Và yêu thương mẹ chồng giống như mẹ ruột của mình. À, Linh tin tưởng rằng với cái mối quan hệ này, với những tình cảm này, một ngày nào đó thì con cô sẽ quay trở lại, sẽ hiểu. À, bởi vì ở đó, nơi đó còn 4 đứa con nữa mà. Không thể xa được đâu. Chắc chắn con người ta sẽ nghĩ lại cô ạ. À. Cô có mong muốn thay đổi gì ở con dâu của mình không? Mẹ nhắn gửi cho con trai của cô xem chương trình lại, hãy quay đầu lại và kính trọng mẹ có một bữa cơm như ngày xưa. Nhiều đó thôi à, còn dâu nhiều đó đủ rồi. Dâu là nó hoàn hảo rồi, chỉ nó còn nhỏ, nó vậy mấy chuyện nó chuyện nhỏ, không gửi gắm gì hết á, gửi gắm thằng trai á. Còn em có muốn điều gì ở mẹ chồng không? Thì em muốn mẹ em là như đừng có buồn với chuyện gì, để tới đây cho mẹ sắp xếp thôi. Mẹ muốn mẹ em được giữ sức khỏe, như sống vui sống khỏe đó, giữ sức khỏe thì chuyện quan trọng hơn. Rồi. Chị có mong muốn nhắn nhủ điều gì với chồng không? Thì em nếu mà chồng em có xem được chương trình thì em mong muốn là chồng em hiểu em với mẹ nhiều hơn. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Mẹ em lúc nào cũng nói là gia đình là số 1 để nó lo cho con cái thì kia đồ thôi. Thì giờ em mong muốn là chồng em là hiểu mẹ với hiểu em nhiều hơn, rồi lo cho con cái nhiều hơn. Rồi. Hai mẹ con ôm chặt nhau thế nào? Nào, ôm chặt thật chặt nào. À, đó, chắc chắn rằng chồng em sẽ xem, con cô sẽ xem và chắc chắn sẽ có suy nghĩ lại. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu sẽ mãi mãi yêu nhau thế này. Một kỷ niệm xin gửi tặng cô để nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ, chương trình có phần quà dành tặng cho cô và chị là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào sông yến, thương hiệu vì sức khỏe. Quà cho gia đình là bánh bông lan Hura Deli làm từ sữa thật và trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Dạ, xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cho nên là nhiều khi mà em la cháu hay gì là em phải đem giấu. Lén lén la hả? Dạ đúng rồi. Còn mà nhiều khi mà lỡ nhiều khi nó quậy quá cái em la, mà nhiều khi mẹ thấy cái là mẹ la liền. Dạ con mời cô ạ. Dạ chào cô, chào chị, xin mời dạ, chị ngồi. Dạ mời cô ngồi ạ. Dạ. Rất vui được chào đón cô với em tham gia chương trình. Dạ. À, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ cô tên Dương Thị Kim Hằng. À, cô hôm nay 65 tuổi. Dạ. Cô ở Thốt Nốt. Thốt Nốt Cần Thơ cô dạ. Hả? Cô hiện tại cô đang làm gì cô hả? Cô may. Dạ. Thợ may. Dạ. Dạ. Xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào Nguyên Linh và xin chào Lê Lộc. Dạ em tên là Trần Lê Anh Thư. Em năm nay 34 tuổi và em đang là giáo viên bộ môn ở quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ. À. Mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi chị? 9 năm. Wow, 9 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, thì cô ấn tượng điều gì ở cô gái này? Cháu con có về nói con có quen cô bạn cũng về chung, cũng thấy cũng được, để con về cho mẹ coi, rồi đem về thì cô thấy cũng được.
Được là được sao cô? Lúc cô thấy được là được sao? Thì cũng dễ thương. Dễ thương? Dạ. Thấy dễ thương giống mình luôn ha. Dạ. Cô nét đẹp ghê á. Nét đẹp của miền Tây Nam Bộ nè. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh. Cô gái Cần Thơ đúng không cô? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Chị ơi, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, cái điều gì làm chị ấn tượng nhất? Lần đầu tiên gặp mẹ chồng thì ông xã dẫn về chơi đó. Cho nên là vô thì gặp mẹ, mẹ cũng rất là niềm nở, rất là vui vẻ luôn. Hỏi con làm gì trong trường vậy 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 đó. Nhưng mà cái điều gì để lại ấn tượng cho chị? Lúc đó thì nói chung là cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Sau khi mà về làm dâu thì mới có ấn tượng nhiều. Gái làm dâu tốt không cô? Dạ được. Được hả? Được là được sao cô? Thì nấu cũng... cơm, nấu nước, giặt giũ quần áo, lo chăm sóc này cũng, kia hết cũng cô? Cũng chăm sóc con rồi chồng rồi với mẹ chồng rồi. Tốt. Nấu ăn ngon không cô? Nấu cũng được. Cũng được là được sao cô? Cũng ngon. Ngon dữ không cô? Ngon vừa vừa. Món gì ngon nhất cô nhớ không? Thì ở nông thôn mà cô thường thường thì cũng ăn canh chua cá kho rồi vậy thôi chứ. Xào rồi vậy đó chứ cũng không có gì mà cầu kỳ. Ngày nào nó cũng nấu canh chua với đồ xào hả cô hả? Cũng có thay đổi canh ngọt rồi vậy đó. Ngày ngọt ngày chua ha. Dạ. Nhưng mà những cái ngày đầu mới về, cái điều gì ở chị mà cô phải nhắc nhở nhiều nhất không cô? Thì cháu về nó thấy cũng ngoan, cũng hỏi làm gì cũng hỏi mẹ. Ý mẹ thích gì thì nói. Dạ. Cũng được, cũng lo cho mẹ. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì chị? Thích nấu ăn và cũng thích làm đẹp lắm. Thường là hai mẹ con mình đi làm đẹp hay là chị làm đẹp cho mẹ? Mẹ thì chỉ là không có thích trang điểm này nọ kia thôi, mẹ chỉ thích mặc đẹp thôi. Còn chị thì chị thích khi mà chị đi làm á, chị phải make up, mặc đồ để đi đi làm đó anh. Dạ. Cho nó đẹp, nó lịch sự để học trò mình nó nhìn mình nó. Nó cô giáo cô đẹp quá. Dạ. Cái món quà đầu tiên của chị mua cho mẹ là gì? Món quà đầu tiên khi mình dành cho mẹ là khúc giấy nè mai. Khúc giấy ngày của mẹ này mua cho cô mai để đang đi tham dự chương trình đó. Đây hả? Dạ. Ngày của mẹ. Ngày của mẹ mới đây thôi rồi dâu đi mua. Cho nên là dẫn mẹ đi để mẹ lựa áo dài mẹ thích, mẹ về mẹ mai theo ý mẹ. Thường thì mỗi năm cháu tặng bông như này kia thôi à, có sao lần này tặng khúc giải cho nên ngạc nhiên hỏi sao con thích khúc này nữa, thì con có đăng ký chương trình á, mẹ chồng đằng dâu đó, cho nên con mua khúc giải cho mẹ mai đang đi tham dự. Cô cũng mừng mà cô lo. Vậy là mẹ ở nhà mẹ may đồ hết đúng không? Có khi nào may đồ cho con dâu không cô? Dạ có. Dạ lúc em mới về là đồ cơm lê hay là đồ đi dạy của em là toàn bộ là mẹ may hết. Wow. Rồi sau này khi mà dần dần thì mẹ cũng lớn tuổi đó anh, cho nên là em thấy mẹ sức khỏe không có được tốt, cho nên là em tự đi mua đồ để tự mặc, không có muốn làm phiền đến mẹ. Những cái hợp nhau về thời trang, về ăn uống này kia, làm đẹp, có điều gì mà chưa hợp với mẹ chồng của em không? Dạ chưa hợp, đó là lúc mà em bắt đầu sinh đứa con đầu tiên đó anh. Mẹ thì rất là cưng cháu, cho nên là nhiều khi mà em la cháu hay gì là em phải đem giấu không ạ? Lén lén la hả? Dạ đúng rồi. Còn thôi mà nhiều khi mà lỡ, nhiều khi nó quậy quá cái em la, mà nhiều khi mẹ thấy cái là mẹ la liền. Mẹ la không? Thấy mẹ hiền quá, mẹ có la không? Dạ có chứ. Có la em hả? Có giờ la lớn không? La bình thường thôi anh. La nó còn nhỏ mà la vậy chi, nó đâu có hiểu biết gì đâu mà la. Mà anh nghĩ chắc mẹ không la lớn nổi đâu. Dạ. Tại thấy mẹ hiền quá hả? Không. Có bao giờ mẹ la em khóc có chưa? Mẹ la thì em chưa khóc, mà có cái là em làm mẹ khóc. Em làm gì mẹ khóc? Dạ thì có một lần đó như bé còn nhỏ, khoảng mới 1-2 tuổi. Cái bà cho bé ăn bánh đó, tại vì bánh mà nó có nước cốt ra, cho nên là bé còn nhỏ thì em sợ. Tại vì em học hỏi cách nuôi bây giờ, cho nên là khi mà bà cho bé ăn cái em giật bé lại, em nói mẹ ơi mẹ đừng có cho bé ăn vậy nữa. Thì cho nên là bà buồn bà khóc. Dạ em cũng đã xin lỗi. Lúc đó cô có giận không cô? Cũng hết giận à. Tại vì làm bà mà cháu thì cưng cháu, hay cho ăn, cháu đòi thì cho ăn. Cách hồi xưa thì nuôi cũng dễ, nhưng bây giờ thì khác. Dạ. Có bao giờ mẹ chồng nàng dâu nằm ôm nhau tâm sự nhau chưa? Dạ, dạ không anh. Không hả? Dạ. Có bao giờ mẹ chồng chỉ nàng dâu? Chỉ là nhiều khi mình ngồi ăn cơm anh. Thì em thì đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, thì mẹ ở nhà mẹ nấu cơm, nhưng mà trưa là em làm 11 giờ về là mẹ đã có nấu cơm sẵn nhà rồi, là tụi em chỉ là ngồi vào bàn ăn.
Rồi lúc đó thì lúc đó là cuộc nói chuyện giữa em với mẹ mới bắt đầu. À, nhưng mà thường Linh thấy là rất, rất nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu là yêu thương nhau lắm, giỡn với nhau, đùa với nhau, thậm chí ôm nhau ngủ. Như thế nó càng gắn chặt nhau, càng thương nhau nhiều, nhiều hơn nữa. Nhưng mình không có những giây phút đó. Dạ không anh. Chỉ có ngồi trong bàn ăn nói chuyện thôi. Dạ. Có kỷ niệm nào giữa cô và chị mà cô nhớ nhất không cô? Mẹ thì mẹ không nhớ chứ. Sao? Em nhớ. Dạ, lần đó tại vì em sanh mới đứa bé đầu lòng là như nó mới khoảng 5-6 tháng thôi. Mà em thì đi phải tham gia văn nghệ ở trường anh. Tại vì thiếu người cho nên là tham gia văn nghệ buổi tối á. Cho nên là lúc đó là mẹ đi theo, chồng đi theo, rồi dắt theo cái võng á. Đặng mà mẹ thì ngồi canh bé như này. Em nhớ em nói là như em diễn 10 giờ 11 giờ mấy lần. Thì lúc mà em chưa diễn thì em xuống đây em ngồi coi mẹ có sao rồi, có bị mũi cắn hay là gì không, rồi hỏi mẹ ơi mẹ mẹ có mệt không này nó kia vậy đó anh. Thì đó là kỷ niệm mà em có với mẹ nhớ lắm. Chứng tỏ là mẹ rất yêu thương con dâu. Con dâu biểu diễn tập mà mẹ ẵm con giữ con ở dưới sân khấu cho con dâu luôn. Có những điều gì mà cô không hài lòng với con dâu mình mà chưa bao giờ cô nói không cô? Không. Thấy cũng được. Thấy cũng được hả? Được là được sao? Thấy cũng chăm lo cho con, cho chồng rồi. Cũng dạy cũng tốt rồi, cô cũng mừng. Có chăm lo cho cô không? Dạ có. Đi chợ rồi cũng lâu lâu đi dạy, có gì ngon cũng mua về cho mẹ. Cũng nấu canh chua rồi xào rồi kho rồi ha. Dạ. Mua áo dài rồi ha. Dạ. Có bao giờ con dâu nhớ ngày sinh nhật của cô không? Cô thì hồi đó giờ cũng không có ăn sinh nhật. Mà miễn như có cái gì ngon thì mua về cho cô ăn chứ hả? Ở quê cô không có ăn sinh nhật. Không có sinh nhật luôn cô hả? Dạ. Thấy chưa? Ủa là mình không có biết cái ngày hả cô? Hay là sao cô? Cô biết ngày sinh nhật cô không? Đó giờ không có ăn, không có biết nữa. Dạ. Như ngày xưa là ông bà ngày xưa nhiều khi sanh đó anh, mẹ em cũng có nói là sanh rồi không có nhớ cái ngày, cho nên là chỉ nhớ cái năm sanh thôi. Cho nên là khi mẹ làm chứng minh thì cứ để là 1 tháng 1 rồi. Dạ, cứ... rồi mấy ông đó hỏi cũng không biết ngày nữa. Có. Thật sự là những cô con dâu chúng ta nên chú ý điều này nè. Có đôi khi mẹ mình không nhớ ngày sinh nhật nhưng mình tìm ngày nào đó, thí dụ ngày 1 tháng 1 ha? Ngày của mẹ cũng được đúng không anh? Ngày của mẹ cũng được. Dạ. Cứ có cái ngày, ngày nào ngày đó của mẹ thì có. Chúng ta tổ chức có như là sinh nhật cho mẹ. Đó là một trong những cái niềm vui rất là lớn. Dạ thì tới 8 tháng 3 cũng là ngày phụ nữ nè. Em cũng hay ở nhà thì em cũng nấu đồ ăn ngon cho mẹ ăn. Nhưng mà không biết là bản thân chị còn thấy mình thiếu sót điều gì hay là mình làm những cái điều gì mà chưa được với mẹ không? Chị thì chị cảm thấy là nhiều khi tánh của chị nó rất là thẳng thắn, nhiều khi mình nói mà nó thẳng quá thì mẹ nghe mẹ nói chung nó không được ngọt ngào nữa. Cho nên là nhiều khi mẹ cũng hơi buồn nhưng mà mẹ hiểu cho nên mẹ cũng bỏ qua. Buồn hả cô? Cô có buồn con dâu nhiều không? Không, cũng được tại còn nhỏ. Cũng được luôn hả? Dạ tại được, còn được nhỏ sao cô? Còn nhỏ thì nó gây cũng đâu có hoàn chỉnh. Ví dụ cái gì mình thấy gì bỏ qua được thì bỏ qua, không có cố chấp. Một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Cái gì cũng bên con dâu, cái gì cũng được. Nãy giờ tôi cố tình hỏi được là được sao, thì cô nói được là được chứ sao. Thấy chưa? Thấy mẹ em thương em dễ sợ chưa? Có đôi khi là mẹ chồng hy sinh vì con dâu. Có thể có những cái nỗi buồn, có thể có những cái điều mà con dâu chưa xử tốt với mình. Nhưng mẹ vẫn cho qua coi như đó là được. Để xem coi chồng em sẽ nói điều gì. Em mà mẹ anh thì thương con, thương cháu, mẹ rất dễ, sống thoải mái. Ai làm gì thì làm, mẹ không nói gì đâu. Nhưng đôi khi mẹ quá thương cháu mà la em, thì em cũng đừng buồn. Tánh tình của mẹ vậy chứ mẹ cũng thương em lắm. Còn mẹ à, vợ con tánh tình thì hơi thẳng thắn. Có đôi lúc nói chuyện thì thẳng quá thì làm mẹ cũng buồn. Nhưng mẹ, vợ con rất thương mẹ, rất lo cho mẹ. Mỗi khi thấy mẹ mai đồ nhiều cho khách mà không thể tiếp mẹ. Mẹ mệt, vợ con cũng không biết làm sao cho mẹ bớt mệt. Nên mẹ cũng hiểu và thương vợ con nha mẹ. Cuối cùng, mong muốn của con là hai người con yêu quý luôn vui vẻ, sống hòa đồng để lo cho gia đình mình được tốt hơn. Dạ thì chồng em hiểu. Chồng em hiểu cho nên chồng em đã nói để giữa mẹ với lại con dâu có cái gì đó cho nó hòa hợp lại với nhau. Để mà cùng chăm lo cho gia đình tốt hơn. Cô ơi, cô mong muốn điều gì ở chị cô?
thì cũng mong muốn cho con chăm lo cho gia đình chồng con hạnh phúc vậy, rồi dạy con cho tốt vậy được, rồi còn cô thì cũng đâu có sống mà lâu. Trời ơi, lâu mà. Dạ. Miễn con nó có hạnh phúc là cô vui rồi. Tất cả vì con cái của dạ. hả? Tất cả vì nàng dâu của mình. Dạ. Có bao giờ cô nghĩ rằng cô sẽ hy sinh để cho con cái được vui không? Có. Thấy chưa? Có những điều cô cũng buồn đó. Nhưng mà cô cũng cho nó qua đúng không cô? Dạ. Nhưng tại sao cô không chia sẻ thật với con dâu của mình để con dâu mình có thể thay đổi? Chứ mình giấu trong lòng hoài mình buồn, con dâu mình cũng đâu có vui đâu cô. Dạ cũng có mà cũng thấy cũng được, cũng vui chứ không có buồn. Cũng được hả cô? Dạ. Hả? Được là được sao cô? Thật nghiệp quá à. Dạ. Bây giờ ôm mẹ chồng cái nào. À, ôm chặt vô. À. À. Nhớ tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng nha. Dạ. Cảm ơn Quyền Linh. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Dạ. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ. À, chúc gia đình hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô và chị là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Quà cho gia đình là bánh bông lan Hura Deli làm từ sữa thật và trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Dạ. Cảm ơn Quyền Linh và cảm ơn Lê Lộc. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ.